một buổi sáng, tiếng đồng hồ báo thức của Ben vang lên in ỏi. Nhưng chú mèo con vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, chẳng mãi may động đậy. Đồng hồ đã reo mấy lần, rồi tắt, rồi lại reo. Nhưng Ben cứ kéo chăn lên đầu, gạt đi tiếng ồn ấy. Khi mẹ bước vào phòng, đồng hồ đã chỉ qua 8 giờ. Mẹ hốt hoảng lai like Ben dậy ben con sắp trễ học rồi cô ben bật dậy mắt nhắm mắt mở và chỉ kịp đánh răng mặc bộ đồng phục rồi lao nhanh ra khỏi nhà khi ben đến lớp tiếng chuông đã vang lên từ lâu các bạn đã ngồi trong lớp và cô giáo đã giảng bài cô nhìn ben bước vào thở hổn hển và rối rắm nhẹ nhàng nói ben con cần phải đến đúng giờ nếu con đi không đi học đúng giờ con sẽ bỏ lỡ nhiều bài học quan trọng và sẽ khó lòng bắt kịp bạn bè ben cúi đầu lý nhí dạ con xin lỗi cô con sẽ cố gắng dậy sớm hơn ạ à. dù nói vậy trong lòng ben vẫn thấy lo lắng cậu đã đặt đồng hồ báo thức rồi nhưng khi nó reo ben vẫn thấy quá khó khăn để thức dậy đêm hôm đó ben nằm thao thức tự nhủ mai mình sẽ không để mẹ phải gọi dậy nữa mình sẽ tự thức dậy đúng giờ ben đặt đồng hồ báo thức sớm hơn thậm chí còn nhờ mẹ kiểm tra cho chắc chắn nó không bị hỏng sáng hôm sau Đúng như kế hoạch, đồng hồ bắt đầu reo, nhưng Ben vẫn thấy mình thật khó dậy. Cậu với tay tắt đồng hồ, rồi lại cuộn tròn vào trong chăn. Tiếng reo vang lên lần nữa, nhưng cơn buồn ngủ kéo. Ben chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đến khi mẹ lại phải gọi. Ben, con lại trẻ rồi. Ben mới bừng tỉnh nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ ben cảm thấy xấu hổ con đã cố gắng rồi mà mẹ ơi nhưng sao khó quá mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường vỗ vào ben à nếu con muốn dậy sớm thì phải ngủ sớm tối qua con ngủ muộn nên dù có báo thức con vẫn thấy mệt mỏi việc gì muốn thành công đều cần có sự chuẩn bị trước đó nếu con chuẩn bị tốt mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn muốn đi học đúng giờ con phải tập ngủ sớm và dạy đúng giờ ben ngẫm nghĩ lời mẹ hiểu ra rằng không phải cứ muốn là được tối đó cậu biết tâm đi ngủ sớm hơn cố gắng không xem thêm chương trình yêu thích gấp sách và nằm vào giường sớm hơn cảm giác lạ lẫm khi phải dừng lại những việc mình thích thật không dễ dàng nhưng ben biết điều này cần thiết sáng hôm sau đồng hồ reo lên ben thấy dễ dàng à, mở mắt hơn không cần mẹ gọi cậu tự bật dậy chuẩn bị đồ đạc một cách vui vẻ đến trường đúng giờ ben nhận ra rằng chỉ cần mình chuẩn bị kỹ lưỡng và có kỷ luật mọi khó khăn đều có thể vượt qua và từ đó mỗi lần gặp thử thách mới ben lại nhớ tới lời khuyên của mẹ muốn thành công hãy chuẩn bị chu đáo